Dạ vâng, em Hương xin kính chào toàn thể các cô dì chú bác và các anh chị em nhà mình ạ. Rất là mong nhận được cái sự thông cảm của mọi người vì mấy hôm nay gia đình em có việc hiếu nên là không có trả lời được hết các cái tin nhắn và các cuộc gọi điện của cả nhà. Ngày mai ngày kia công việc xong xuôi hết rồi, em sẽ liên lạc lại với mọi người nhé. Nhà em Hương thì có rất là nhiều bếp, bếp ga đơn, bếp không lò nướng, bếp có lò nướng, bếp mặt mơn đơn, bếp mặt sơn, mặt men, kính đá gì nhà em đều có hết. Ngoài các cái sản phẩm bếp ga ra thì nhà em còn có thêm các cái sản phẩm khác như là xe đạp, rồi nồi cơm điện, robot hút bụi các bác nhé. Đấy, rất là nhiều sản phẩm. Bác nào mà quan tâm tới cái sản phẩm nào thì liên hệ em Hương 0359014200 là số của em các bác nhé. Cửa hàng em tại địa chỉ Triệu Sơn, Thanh Hóa. Bác nào ở gần thì em mời các bác trực tiếp qua cửa hàng em xem hàng. Bác nào ở xa thì nhắn tin cho em sẽ chọn cho các bác những cái sản phẩm ưng ý nhất ạ. 0359014200 là số của em. Rất hy vọng nhận được sự thông cảm của tất cả mọi người ạ. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các bác nhé.